Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em đến với nhà của anh Máng để giao lưu với mọi người một số phôi mai à, văn bài cao cũng có ha, đế đẹp giá rẻ cũng có luôn ha mọi người à, nơm cao quái không ha, nó khoảng mười mấy phôi xù cũng có luôn. Rồi chào khán giả cái luôn anh ơi. Chào tất cả bà con đã ủng hộ con suốt thời gian qua. Hôm nay con có về được 7 phôi, bự có nhỏ có. Rồi mình vô phôi đầu tiên luôn. Rồi. Mini trước đi. Đó, phôi số 1 mini ha cô chú anh chị. 15, hoành 15. Chiều cao 34. Cao là 34 ha. À, thằng lắc ha cô chú anh chị. Để nơm cũng khá đẹp ha. Rồi cây số 1 này anh giao lưu nhiêu vậy anh? 300 bà con ơi, con bao ship. À, cây số 1 300.000 bao ship luôn ha cô chú anh chị. À, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 2. Cây mã số 2. Cây này nó có cái trứng đây nghe bà con. Cây rất là già, đế đẹp. Cây sống khỏe. Cây cũng đâm chồi trơn ha cô chú anh chị. Đế nè, đế cũng bỏ điều trơn ha. Rồi, cho em xin thông số luôn. 18 phân. 18 hoành. Để em đo cái trứng này cái coi. Trứng này 21. À, hoành ngay vị trí đó là 21 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu 32. 32, chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao cũng 32 luôn. Cao 32 luôn ha cô chú anh chị. Cây đế cũng khá đẹp ha, đế đều chân nè. Rồi cây số 2 giao lưu nhiêu danh? 800k anh này. À, mã số 2 là 800.000, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. À, rồi, tiếp theo luôn. Cây số 3. Một cây đế nơm ha. Cây nơm đẹp nha bà con. Rất già. Này về mình ghép chừng 2 bo, 3 bo mình chơi là được ha. Cây nơm đẹp. Đế nơm mà đế đặc luôn ha cô chú anh chị. Đó, đế đều gan luôn ha. 19 hoành. Hoành 19 ngay vị trí đó ha cô chú anh chị. Chiều cao 42. Cao 42. Nơm 20. Đế nơm cao là 20 ha cô chú anh chị. À, rồi cây số 3 này giao lưu nhiêu danh? 900 anh này. Mã số 3 này là 900.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Chỉ là mua cái chậu thải vô thôi. Khỏi lo tiền ship. Rồi tiếp theo cây số 4. À, một cây lùng lực nha cô chú anh chị. Rễ bò như cua nha bà con. Cái nó mấy cái nhánh lên nó phì cục cục lên hết trơn rồi mà nó chưa có chùi chảy xuống. À, nó nu hết ta, nó nu theo mấy cái mặt nhánh này nè. Rễ như cua bò chứ nó không có xuống nơm. Để cũng bỏ cũng khá đều ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn. 30. Hoành 30 ngay vị trí đó ha. Cao 45. Cao 45. Rồi cây này anh giao lưu như danh? 1 triệu bà con ơi. À, cây mã số 4 này là 1 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi tiếp theo luôn. Cây mã số 5. Cây này lượn lách cho bà con. À, cây này giống như con thú nó ngầu nha cô chú anh chị. Đó. Rất là lùng. Đế đẹp. Cây này khá đẹp ha. Cây nó lùng lực. Đế cũng bỏ nó đều hết trơn. Cái nó lắc ngang. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. 22 hoành. Hoành 22. Chiều cao 46. Cao 46 ha cô chú anh chị. Cây này đế nó cũng bỏ khá đều ha. Đẹp. Thăng nó lên nó lắc cái. Rồi cây số 5 này giao lưu nhiêu danh? 1.4 triệu. À, cây mã số 5 này là 1 bà triệu 400 ngàn. Con bao sống nha bà con. À, bao ship luôn ha. Tiếp theo cây số 6. Cây lùng lực ha cô chú anh chị. À, cũng đâm chồi sống khỏe. Đẹp. Đế này ha. Nó tới đây nó có cái gối ở đây nè. Ở đây nó đóng đặt luôn. Cái dàn đế cũng khá là khéo ha cô chú anh chị. À, à. Cây lùng lực này về ghép 21 lượt kia đẹp. Rồi, cho em xin thông số luôn. 21. Hoành 21 ha. Chiều cao 38. Cao 38. Rồi,
cây số 6, cây này giao lưu nhiêu vậy? 1.6 anh này. Cây mã số 6 này là 1.6 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cái cây này, cây số 7. Cây số 7. Số 7 này là nó có nhánh chủ ở đây. Rồi người chủ người ta không biết đã cắt ở đây rồi. Bây giờ đây nhánh chủ nó nằm trên này. Mà cái này nó như xù vậy, nó già quá, nó như xù. Mà nhìn thấy nó quá quái. Cây này nhìn khá quái nha cô chú anh chị. Ở đây nếu mà làm cái mỏ cũng được. Giống như cái con này anh đang cởi con này vậy. Đúng này. Rồi. Ở đây thì cũng như cái cọng đuôi vậy đó. Cái nhìn này khá quái ha. Đo nhìn theo màn hình nghe chứ con cũng không biết đo đâu giờ nữa. Đo trên này trước cái đi. 17. Hoành 17. Nếu mà con đo gì đây là tới 36 lần. 36 đo ngay vị trí đó ha. Đo cái tổng luôn. Này đó. Nó đặt. Đế nó cũng đều trơn ha. Nó đặt 72. 72 hoành đế luôn. Chiều cao luôn anh ơi. 38. Cao 38 mà cô chú. Cái này nó muốn xù luôn nha bà con. Nó dạn cháy luôn rồi đó. Nè nó muốn lên xù hết trơn luôn ha. Rồi cây số 7 này anh cho luôn nha. 1.6 luôn bà con ơi. Cây số 7 này cũng 1.600.000 luôn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này nó như tựa như con ếch vậy đó bà con ơi. Cây mã số 8 ha. Cây này xù nha bà con. Nó xù hết nguyên cái mình này luôn hả cô chú anh chị. Này nó cái này ghép 21 là xong. Nó xù tới đây luôn rồi ha. Nó xù xuống ghế luôn rồi đó. Lên tới ghế này luôn rồi nè. Đế cũng khá đều ha cô chú anh chị. Ở trong là lớp đế đặc ha. Rồi. Đo cái thân trên này chắc nó được có mấy phần quá. 6 phần bà con ơi, để con đo cái thân mẹ coi. Cái thân xù này 28 hoành. 28 hoành thân lớn ha. Tổng nó này. 92. Hoành đế là 92. Chiều cao 27 nhưng cao mà cái nhánh này nó chỉ ha. Có 6 phần thôi. Cái này ghép là rất là đẹp. Cây này nhìn cũng quái nha cô chú anh chị. Cây này nó quái ghê hồn mà xù nữa. Nó có cái sẹo đây nha bà con. Nhưng mà cái sẹo này không sao. Sẹo nó xù sạch. Nó sẽ kéo rất là mau. Sẹo đó nó sành này ha cô chú anh chị, nó không ảnh hưởng ha. Rồi cây số 8 này giao lưu nhiêu vậy? 1.500.000. Cây mã số 8 là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Cây mã số 9. Cây số 9, cây bộ đế nơm đặc. Cây này đế cũng đều ha. 24 giờ. Một cốt. Thân cũng lắc nhẹ ha cô chú anh chị. Đóng mục rất dễ. Cây này cũng đâm chầu rồi nè. Cho em xin thông số luôn rồi nè. 22. Hoành 22. Tổng chiều cao nó là 45. Cao 45 ha. Nơm xuống 22. Đế nơm cao là 22. Cây này rất đẹp nha bà con. Cây đế điều 24 giờ. Rồi cây số 9. Cây này 1.7.000. Cây mã số 9 này là 1.7.000 ha cô chú anh chị. Bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc luôn. Thôi. Tiếp theo cây số 10. Một cây bonsai ha. Cây này để nơm đặc nha bà con. Thằng cây lắc già. Già nó muốn lên da me hết trơn nè cô chú anh chị. Này sao mà không biết sao nó vàng ghê không. Thằng nó lắc từ đế nó lắc lên ha. Cây lắc khá đẹp ha. Rồi cho em xin thông số luôn anh nè. Cây này 24 hoành. Hoành 24. Tổng chiều cao là 48. Cao 48 ha. Nơm 24. Nơm cao là 24. Cây rất đẹp nha bà con. Đế nó cũng bỏ đều hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu danh? Cây này 2.3 triệu. Cây mã số 10 này là 2.300.000. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cây số 11. Cây số 11. Như một cái con gì nó bò đi mình không hiểu nổi. Cái này nó không giống con gì đây. Cây này nó nhìn nó hơi quái quái ha. Ghế nó bỏ xuống đẹp. Sợ nó xuống nó không thẳng. Nó xuống nó phải mấy co nó mới xuống. Cây này nhìn khá là quái ha cô chú anh chị. Nó nhìn. Cây này đẹp nha bà con. Nó có một cái sẹo đây nha bà con. Nó đang kéo cuốn vô hết rồi nghe.
Rồi, trên này là cái sẹo này con chưa xử lý, bà con về xử lý giùm con. Rồi, cho em xin thông số luôn. 24 hoành 24. Cuốn trên này 12 phân. À, đọt chỉ có 12 thôi hai cô chú anh chị. Cái này đo gì đây đi bà con ơi, chứ nó không có đứng rồi. Chiều dài nó là 32. À, chiều dài nguyên cái thân của nó là 32 ha cô chú. Để anh chị. Để nó nằm xuống nhiều. Nằm xuống 20. Nó nằm cao là 20 ha. Coi cái mình dài nó có được nhiêu. 23. Rồi cái cây 11 này anh cho lưu nhiêu danh? 2.8 bà con ơi. À, cây mã số 11 là 2.8 ha. Bao ship luôn. Bà con. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 12. À. Cây số 12 bà con ơi. Cây bonsai lùng lực ha cô chú anh chị. Cây này nôm. Đế ha. À, đế. Đế thì 24 giờ. Đế cũng khá lực ha cô chú anh chị. Thăng lắc luôn. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. 27 của anh. Hoành 27. Tổng chiều cao là 53. Cao 53 ha cô chú anh chị. Nôm là 29. Nôm cao tới 29 luôn ha. Rất đẹp nha bà con. Đế bỏ đều 24 giờ. Già mà cái da vàng cháy luôn á. Rồi cây 12 này anh giao lưu nhiêu danh? 1.9. À, mã số 12 này là 1.9 bao ship luôn ha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây số 13. Cây số 13 nó như nó quỳ xuống cái gối nghe bà con. Nó sưng đèn cục nè. Cây này nhìn nó cũng quái quái ha cô chú anh chị. Quái đẹp. Đế đẹp. Thằng nó lắc ha, lắc cộng chữ C. Thằng lắc lên cái nó đánh cua này cái mày lắc lên. À, đế cũng bỏ đều hết trơn ha cô chú anh chị. Đế 24 giờ tới đây nó như là cái cục bú ở đây sưng lên đây nè. À, rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. 29 hoành. Hoành 29. Tổng chiều cao 63. Cao 63 ha cô chú anh chị. Nôm 20. Nôm cao là 20. Cây rất quái nha bà con. Cây có dàn đế khá quái ha. Rồi cây số 13 này anh giao lưu nhiêu danh? 2.2 anh ơi. Cây số 13 là 2.200.000 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cây này số mấy đây? Số 14 hả? Số 14. Cây này đế lực ha. Cây này lực. Đế cộng bự bự không ha cô chú anh chị. Con đế này chắc cũng khoảng có 17-18 phần. Đế bỏ cũng đều tứ diện hết trơn ha. Đúng rồi. À, rồi, cho em xin thông số luôn. 34. 34 hoành, ngay vị trí đó ha. Chiều cao 64. Cao 64. Rồi, cây này anh giao lưu nhiêu danh? Cây này 1.6. À, cây 14 là 1.6 ha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Tiếp theo cây 15. Còn mấy cây kia nặng quá, anh đợi em tí. Cây 15. Cây số 15 một cốt phong cao ha cô chú anh chị. Cây này quái nha bà con. Chi cành của nó bắt chéo trên này là ha. Nó nứt hết trơn rồi, nó sắp xù rồi. Chi cành khá đều ha cô chú anh chị. Chi cành là 24 giờ. Chi cành đều hết trơn ha. Đế đẹp. Đế nè. Nó y gan như con gì mà tới đây nó có cái mặt nè. Dàn đế này ha. À, đế nó cũng khá đế đẹp lực. Ha. À, cũng lực lắm ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. 29 của anh. Hoành 29. Chiều cao
Cao 1m5 hết thước luôn ha cô chú anh chị. Đường kính bầu 66. Đường kính bầu là 66 ha. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu danh? Đó, cây số 15 là 2.500.000 bao ship luôn ha cô chú anh chị. Đó, rồi tiếp theo cây số 16. Cây số 16 này quay ngoài này luôn đi. À, cây số 16 cái à. Các bạn quay không được. Cây này một cây quá. Một cây phong bay ha cô chú anh chị. À, thằng lắc cũng khá đẹp ha. Cây này nó lắc đều cây lắm ha cô chú anh chị nè. Đế bự lắm nha bà con. Đó, cộng đế nè. Đế cộng nào cộng né bự bự không ha cô chú anh chị. Đây. Đó cộng đế nữa kìa. Phòng bay. Cộng đế 25 hoành. Hoành 25. Cộng đế. Cái cộng đế không đó ha cô chú anh chị. 36 hoành. Đó, hoành thăng là 36 ha. Đế cộng nào cũng lấy lực lực không ha. Nơm 30. Nơm cao là 30. Đế cũng bổ khá đều ha cô chú anh chị. Nó phù phù cục hết rồi. Cây này là cây bay nha bà con. Một cây dáng bay ha. Cây này dám 3 thước rưỡi lắm. 3 mét. Tầm 3m2 á cô chú anh chị. À, phòng bay khá đẹp ha. Này là bay thiên nhiên tự nhiên luôn ha. Chi cành 80 bay 1m5. À, chi cành đóng đều trơn ha cô chú anh chị. Này về là để ra cành là chơi thôi nha bà con. Đây cũng có cái chi chủ ở đây ha. Rồi bà con cho con cây này giá kính nha bà con. Rồi cây số 16 này thì cô chú anh chị nào cần thì mình cứ liên hệ trực tiếp anh Máng ha, để mình trao đổi thêm. Đó, rồi tiếp theo cây số 17. Đó, cây cuối cùng ha, cũng cây khá nặng ha cô chú anh chị. Cây này dán siêu ha. Như lông dán xuống vậy đó, nhưng mà lại chỉ lai thôi. Nó lắc ha cô chú anh chị, đó, cây lắc khá đẹp ha. Cái này là nó có xù chảy hết trơn nè bà con. Chảy mấy bạt này nè ha. Đây. Đế nè ha cô chú anh chị. Đế thì khỏi chê rồi. Cây này rất lớn nha bà con. Cái bệ đế nha. Cái bệ đế cũng khá lớn ha cô chú anh chị. Đế nó xuống nó lắc lượng rất đẹp. Rồi cho em xin thông số luôn anh. 35 hoành. Hoành 35 ha cô chú anh chị, ngay vị trí đó ha. Chiều cao 69. Cao 69. Rồi cho em cái đường kính bầu cái luôn anh ơi. Đường kính bầu này lớn lắm à. À. À, đường kính bầu tới 80 nữa ha cô chú anh chị. Đế là tới mặt bầu hết trơn nè. Cái này là khá không khủng. Khả năng nào thun vô được nữa bà con ơi. Rồi cây số 17 này anh giao luôn nhiêu danh? 7.500.000. Đó, cây mã số 17 này là 7.500.000 bao ship toàn quốc luôn ha. Bà con, nhưng mà có một cái là nó xù nha bà con. À, thằng nó khá đẹp ha. 7.500.000 ha cô chú anh chị. À, rồi cũng chào khán giả cái luôn anh ơi. Con chào tất cả bà con đã ủng hộ con suốt thời gian qua, con cảm ơn. Rồi cô chú anh chị nhớ ủng hộ anh Máng ha. À, để anh Máng đi săn những cái cây đẹp để giao lưu với cô chú anh chị nha. Em cũng xin chào. Chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.